Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quay màn hình máy tính. Thì để mà quay được màn hình máy tính á, có rất là nhiều cách nha, cũng như là nhiều cái phần mềm để mà quay được màn hình máy tính. Thì trong cái video này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quay màn hình máy tính bằng cái phần mềm OBS Studio nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á, thì mình vào cái trình duyệt Google Chrome. Rồi bây giờ mình bấm vào đây, tìm OBS Studio. Rồi sau đó mình bấm vào Enter. Bước tiếp theo các bạn bấm vào cái trang web chính thức của các phần mềm OBS Studio. Rồi ở đây nó có cho mình ba lựa chọn này: Windows, macOS và Linux nha. Các bạn sử dụng máy tính hệ điều hành nào thì các bạn chọn nha. Mình thì sử dụng Windows, mình bấm vào Windows. Bây giờ cái phần mềm nó đang được tải về. Đây. Bây giờ các bạn đợi cho cái phần mềm đây nó tải về máy của mình. Xong rồi thì mình sẽ mở lên luôn. Rồi bây giờ mình bấm mở luôn nha. Bây giờ thì các bạn có thể tắt cái trang web đây. Rồi. Bước tiếp theo các bạn bấm vào Next. Next. Rồi install. Rồi bây giờ các bạn đợi một chút cho cái phần mềm này nó cài về máy của mình. Rồi sau đó các bạn bấm vào Finish. Bây giờ nó hiện thế này thì các bạn bấm vào Next. Next. Cancel. Rồi đây là cái giao diện của phần mềm OBS Studio. Rồi trước khi các bạn có thể quay màn hình á, thì các bạn vào cho mình cái mục setting để thiết lập một số cái như sau. Rồi tại đây các bạn bấm vào cái mục Output. Rồi ở cái phần Output Mode này, các bạn chọn là Advanced. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào cái mục Recording. Rồi tại đây các bạn chú ý vào cái mục Recording Pad. Cái mục đây thì các bạn chọn cái video của mình nó được lưu tại đâu. Mình bấm vào cái mục đây để thiết lập. Rồi bây giờ thì mình sẽ lưu vào ổ đĩa D. Và lưu vào cái mục video của tôi. Rồi bấm vào Select Folder. Rồi tiếp theo, Recording Format là các bạn chọn định dạng video. Ở đây thì các bạn chọn vào MP4 nha. Các bạn bấm vào. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cái mục Audio. Rồi tại cái mục Desktop Audio này, các bạn chọn vào âm thanh màn hình máy tính nha. Là cái mục dưới đây. Mình bấm vào. Rồi sau đó tới mic audio này. Thì các bạn chọn vào, sau đó các bạn chọn mic của cái máy tính của mình nha. Rồi sau đó các bạn vào cái mục video này. Đầu tiên là nó có cái mục Bay Canva này. Đây chính là các bạn chọn cái độ phân giải màn hình. Thì các bạn nên chọn cao nhất. Rồi tiếp theo là cái mục Output ở dưới này. Là các bạn chọn độ phân giải video xuất về. Thì cái này á thì mình cũng sẽ chọn cao nhất nha, để cho cái chất lượng hình ảnh video của mình nó sẽ được chất lượng. Rồi tiếp theo là cái mục FPS này. Thì ở đây các bạn có thể chọn 30 hoặc là 60 nha. Mình sẽ chọn là 60. Rồi sau khi thiết lập xong, mình bấm vào OK. Rồi tại cái phần sau cơ này. Đây, phần sau cơ đây. Các bạn bấm vào dấu cộng ở dưới. Sau đó các bạn bấm vào cái dòng Display Capture để lấy video màn hình. Rồi ở đây các bạn cũng có thể đặt tên nha. Thì mình cũng để Display Capture luôn. Rồi mình bấm vào OK. Tiếp theo các bạn bấm vào OK. Rồi vậy là mình đã thiết lập xong.
Giờ các bạn muốn quay màn hình á thì các bạn bấm vào Start Recording này để tiến hành quay màn hình. Rồi bây giờ mình bấm vào. Rồi bây giờ nó đang quay màn hình nha. Bây giờ các bạn có thể thao tác bất kỳ ở trên máy tính thì nó sẽ được ghi lại. Bây giờ mình sẽ vào YouTube này. Sau đó mình bấm vào tìm kiếm, mình tìm cái kênh YouTube của mình nha. Rồi đây chính là kênh YouTube của mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ thoát ra và vào lại cái phần mềm OBS Studio. Để ngừng quay màn hình thì các bạn bấm vào Stop Recording là nó đã ngừng quay nha. Bây giờ thì mình sẽ vào cái thư mục hồi nãy mình lưu cái video á. Mình vào ZPC này, sau đó mình vào ODD nha. Rồi mình vào cái mục video của tôi hồi nãy mình lưu ở đây. Và nó đã xuất hiện cái video mình vừa quay màn hình này. Bây giờ thì mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đây chính là cái video mình vừa quay màn hình. Hồi nãy mình quay màn hình là mình vào YouTube, vào kênh của mình. Đó. Mình vào kênh YouTube của mình nè. Rồi bây giờ mình vào lại cái phần mềm OBS và tắt quay màn hình. Ok, vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách quay màn hình máy tính bằng cái phần mềm OBS Studio. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.